Hai đội đã chơi pressing tầm cao, xen lẫn vào đó là nhiều pha bóng ăn miếng trả miếng. Phía Chelsea, Callum Hudson-Odoi đã cho thấy rằng anh bị cóng chân do thiếu bản lĩnh, chưa có kinh nghiệm trên đấu trường lớn Champions League. Chelsea đã có thể có ít nhất 2 bàn thắng nếu Hudson-Odoi không lóng ngóng và lãng phí cơ hội. Trong một ngày, Mateo Kovacic đã đóng góp rất nhiều vào khâu thoát pressing của đội. Chelsea cũng có phần may mắn khi không phải nhận bàn thua, vì lần lượt VAR và cột dọc đã cứu thua cho một hàng phòng ngự chơi không thực sự nổi bật của The Blue. Các chân sút của cả hai đội đều thể hiện sự kém duyên của mình. Nhưng ở phút thứ 86, sự thay đổi người mang tên Michy Batshuayi, huấn luyện viên Frank Lampard, đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu sau pha đi bóng tuyệt vời của Christian Pulisic, trực tiếp giúp Chelsea rời Rohan Cruyff Arena với 3 điểm trong tay. Ngay phút thứ 3, từ đường truyền nhanh của Arthur Melo, Lionel Messi đã có một cú sút một chạm mở tỷ số trận đấu. Khoảnh khắc này đánh dấu cột mốc kỷ lục của siêu sao người Argentina. Messi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng vào lưới nhiều đội bóng nhất trong lịch sử của Champions League. Con số đó là 33, bằng với Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo, và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá này ghi bàn trong 15 mùa giải liên tiếp. Tính từ 2005-2006 đến nay, Messi nổi bật ở hàng công thì Pique lại gây thất vọng trong khâu phòng ngự. Chỉ có thủ thành Ter Stegen là điểm sáng duy nhất. Phút 50, dù ở trong tình huống 4-2, nhưng hàng thủ Barca vẫn để cho Jan Borin quân bình tỷ số. Nhưng chỉ 7 phút sau, Luis Suarez đã ấn định tỷ số 2-1 cho Barcelona sau cú sút rất khó ở góc hẹp. 2 phút sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, Chamberlain đã ghi một bàn thắng vô cùng khó tin bằng cú sút chìm đầy hiểm hóc và táo bạo. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0. Phút 57, cũng chính Chamberlain dù bị bao vây bởi khá nhiều cầu thủ bên phía gòng, nhưng tiền vệ người Anh vẫn tiếp tục nổ súng bằng một cú sút hiểm hóc và khó tin không khác gì bàn mở tỷ số của mình. Phút 80, pha phối hợp đầy cảm giác của Firmino và Salah được hiện thực hóa thành bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 bằng pha bứt tốc đáng nể của Mane. Phút 87, Salah điền tên mình lên bảng điện tử sau pha xoay sở không gian hẹp tuyệt hảo, biến pha lập công của Stephen Ogdi một phút sau đó chỉ còn là bàn thắng danh dự cho gòng. Phút 22, từ đường chọc khe bổng hoàn hảo của Stefan De Vrij loại bỏ hoàn toàn 10 cầu thủ bên phía Dortmund, Lautaro Martinez đã di chuyển khôn ngoan phá bẫy Việt vị và sử dụng sức dướn để đánh bại Roman Buki. Nhưng ở phút 81, Buki đã chiến thắng Martinez trên chấm penalty. Trước đó, Hummels đã phạm lỗi với Esposito. Chỉ 7 phút sau, Dortmund đã không tận dụng được lợi thế về mặt tinh thần, mà Kondreva đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng gỡ hòa của đội bóng nước Đức bằng cú dứt điểm quyết đoán và mạnh mẽ. Phút thứ 17, Diamanten đã mở tỷ số cho đội khách từ một cú sút góc hẹp với lực khá mạnh. 23 phút sau, Kevin Marcuy đã vụng về phạm lỗi với Hoàng Hae-chan trong vòng cấm và sao trẻ đang lên Erling Brun Haaland đã không mắc bất cứ một sai lầm nào. Phút 64, Marcuy đã lập công trục tội khi căng ngang cho Merten hoàn thành cú đúp. Cũng nhờ bàn thắng này, Merten đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của Napoli. Con số 116 của Merten đã vượt qua con số 115 của huyền thoại Maradona. Phút 72, Koulibaly đã có phần bất cẩn trong việc chọn vị trí. Haaland chỉ chờ có thế, bật cao đánh đầu quân bình tỷ số cho Salzburg. Và chỉ một phút sau, Merten khép lại màn trình diễn chói sáng bằng đường kiến tạo cho Lorenzo Insigne, ấn định tỷ số 3-2. Sau thất bại với tỷ số 1-4 trước Hoàng Anh Gia Lai, Sana Khánh Hòa bị Việt Nam chỉ có 25 điểm và xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng và đã chính thức phải xuống chơi ở giải hạng nhất quốc gia vào mùa giải năm sau. Thanh Hóa giành được một điểm quý giá sau trận hòa với tỷ số 1-1 trước BKM Bình Dương. Đội bóng xứ Thanh xếp ngay trên Khánh Hòa với 26 điểm, qua đó giành được chiếc vé vào chơi trận playoff với câu lạc bộ Phố Hiến. Trận đấu quyết định chiếc vé xuống hạng này sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 trên sân vận động Vinh. Với việc đã giành ngôi vô địch sớm hai vòng đấu, câu lạc bộ Hà Nội đã không còn nhiều tham vọng trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ đã chiến thắng đội bóng thủ đô với tỷ số 4-2 và giành được huy chương đồng V-League 2019. Qua 26 vòng đấu, danh hiệu vua phá lưới đã thuộc về Bruno Cunha của Viettel và Pape Oma của câu lạc bộ Hà Nội. Cả hai chân sút ngoại binh này đều có được 15 bàn thắng.